HIV, Jamo vẫn được tại ngoại, gia đình bé gái lo sợ. Gia đình bé gái 11 tuổi bị gã hàng xóm nhiễm HIV, Jamo đang rất lo lắng vì người này vẫn được cho tại ngoại. Như đã đưa tin, chiều ngày 27 tháng 6, sau một ngày xét xử, Tòa án Nhân dân huyện Hoa Lư, Ninh Bình đã quyết định tuyên phạt bị cáo Vũ Văn Hùng, 52 tuổi, trú Thường Yên, Hoa Lư, 2 năm 6 tháng tù về tội Jamo với trẻ em. Ngoài ra, tòa buộc bị cáo bồi thường 17,6 triệu đồng cho bị hại là cháu Nguyễn Thị Ngân, trú cùng thôn và gia đình, bao gồm các khoản tổn thất tinh thần, chi phí đi lại, đưa cho bé đi giám định, tiền mất thu nhập của mẹ nạn nhân. Vụ án này gây phẫn nộ dư luận bởi nghi phạm mang trong mình căn bệnh HIV, trong khi bị hại thì có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Ngay sau khi tòa tuyên án, gia đình bị hại cho biết sẽ kháng cáo bản án sơ thẩm vì cho rằng bị cáo phạm tội hiếp dâm trẻ em chứ không phải Jamo. Ngoài ra, mức bồi thường như trên là chưa thỏa đáng. Đặc biệt, bà Nguyễn Thị Nga, mẹ nạn nhân, vô cùng lo lắng vì sau phiên sơ thẩm, bị cáo vẫn được tại ngoại. Do hoàn cảnh gia đình vô cùng khó khăn, chồng bị tâm thần, các con còn rất nhỏ, một mình bà gồng gánh nuôi bốn miệng ăn. Với công việc chèo thuyền chở khách tại khu du lịch Tràng An, bà thường xuyên đi sớm về khuya, ở nhà không có ai trông nom bảo vệ các con. Chính vì vậy, việc bị cáo Hùng được tại ngoại khiến bà bất an bởi các con có thể bị làm hại bất cứ lúc nào. Chưa kể đến, nhà bị cáo rất gần với nhà bị hại. Người trưởng thành trong xóm hầu như đều đi làm dịch vụ du lịch từ sáng sớm đến tối. Ở nhà chỉ còn người già và trẻ nhỏ. Việc chống ngăn ở nhà là vô cùng nguy hiểm. Chúng tôi đã phải nhờ anh chị góp tiền xây cho căn nhà nhỏ giữa làng để chuyển từ nhà cũ sang đây cho an toàn hơn. Nhưng ông ta vẫn được ở ngoài. Tôi thì đi làm cả ngày, lỡ có chuyện gì xảy ra cũng không thể kịp thời mà phát hiện bảo vệ con, bà Nga lo sợ. Luật sư Trần Thị Trâm, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Ngân, cho biết tại tòa, các luật sư đã đưa ra nhiều kiến nghị với hội đồng xét xử, trong đó có việc thay đổi biện pháp ngăn chặn với bị cáo từ tại ngoại sang bắt giam ngay. Tuy nhiên, trong phần tuyên án, hội đồng xét xử không đề cập đến vấn đề này. Với một người đang nhiễm HIV như vậy, lại thêm việc bị tuyên án tù, thật không thể lường trước được họ sẽ làm gì. Nguy hiểm luôn rình rập với nạn nhân như vậy. Việc tạm giam bị cáo là rất cần thiết, nhưng đề nghị của các luật sư đã không được xem xét, luật sư Trâm nói. Theo quan sát của phóng viên, sau khi chủ tọa tuyên bố bế mạc phiên tòa, bị cáo Vũ Văn Hùng tiếp tục được hàng chục cảnh sát hỗ trợ tư pháp cùng nhân viên y tế khiêng lên cáng để trở về nhà bằng xe cứu thương. Trái ngược với sự mệt mỏi tại thời điểm bị áp giải từ nhà tới tòa, lúc này bị cáo tỏ ra khá tươi tỉnh, có thể cười và nói chuyện với các cán bộ cơ quan chức năng. Dự chi 104 tỷ đồng cho lễ kỷ niệm 990 năm danh xưng Thanh Hóa, ông Nguyễn Đình Xứng có cái chi đâu mà ồn ào. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa vừa có công văn gửi Sở Tài chính tỉnh này khai toán tổng số kinh phí tổ chức các hoạt động tiến tới kỷ niệm 990 năm danh xưng Thanh Hóa 1029 đến 2019 với số tiền dự chi lên tới 104,7 tỷ đồng. Trong số đó, hơn 82 tỷ đồng lấy từ ngân sách, còn lại là nguồn vốn xã hội hóa. Thông tin này ngay lập tức gây xôn xao dư luận. Theo tờ trình, lễ kỷ niệm danh xưng Thanh Hóa dự kiến tổ chức ngày 1 đến ngày 7 tháng 5 năm 2019 và có các hoạt động như tổ chức kỷ niệm 600 năm khởi nghĩa Lam Sơn, 590 năm vua Lê Thái Tổ đăng quang, tưởng niệm 585 năm ngày mất của anh hùng dân tộc Lê Lợi, tổ chức cuộc thi sáng tác ca khúc về Thanh Hóa, in nhân bản CD, DCD, các ca khúc về Thanh Hóa. Ông Phạm Duy Phương, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa cho hay, đây là tổ hợp các ý kiến từ nhiều đơn vị địa phương, sau đó Sở mới làm tờ trình gửi Sở Tài chính để họ xem xét, thẩm định và ra báo cáo gửi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ký. Đấy mới là báo cáo tổng hợp thôi, chưa có căn cứ pháp lý để thực hiện, ông Phương nói. Còn theo ông Nguyễn Bá Hùng, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa, hiện Hội đồng Nhân dân tỉnh đã có nghị quyết, tỉnh ủy Thanh Hóa cũng đã có kết luận giao cho Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa xây dựng kế hoạch. Tờ trình của Văn hóa Thể thao và Du lịch gửi sang mới là khai toán, chưa có chương trình cụ thể nên chưa thể thẩm định được, ông Hùng nói.
Sáng 27 tháng 6, trả lời báo Lao động về sự việc trên, ông Nguyễn Đình Xứng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa cho hay đó mới chỉ là khai toán dự chi do Sở Văn hóa Thể thao Du lịch lập, còn việc xét duyệt hay không còn phải tính toán nhiều yếu tố, làm sao đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Sự việc có chi đâu mà ồn ào, Sở Văn hóa Thể thao Du lịch mới chỉ tập hợp các kiến nghị của các đơn vị thôi, chứ có ai quyết định gì đâu, ông Xứng nói. Phóng viên hỏi, quan điểm chỉ đạo của Chủ tịch như thế nào nếu Sở Văn hóa Thể thao Du lịch và các ngành liên quan vẫn trình dự toán với số tiền trên? Ông Xứng, chưa có việc gì xảy ra cả, xong rồi mới xem cụ thể mới tính được, giờ chưa nói gì được. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa cũng đã có chỉ đạo giao Sở Tài chính chủ trì làm việc với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch để làm rõ về các nguồn vốn đối với từng sự kiện, đảm bảo tiết kiệm tối đa và thiết thực, hiệu quả. Việc tổ chức cho hoạt động kỷ niệm sự ra đời của đơn vị hành chánh Thanh Hóa mà dự chi đến cả 100 tỷ đồng khiến dư luận không khỏi ngỡ ngàng, bởi hàng năm địa phương này vẫn phải xin hỗ trợ ngân sách từ Trung ương cho chi thường xuyên. Cụ thể, trong 2 năm 2015 và 2016, Thanh Hóa thu ngân sách trên 11.000 tỷ đồng nhưng chi trên 20.000 tỷ đồng. Năm 2017 thu khoảng 13.000 tỷ đồng nhưng chi 23.000 tỷ đồng. Theo báo cáo ngân sách năm 2018, Thanh Hóa sẽ chi khoảng 28.000 tỷ đồng, hơn 50% trong số này vẫn phải xin Trung ương. Thanh Hóa không nên chi 100 tỷ, làm lễ kỷ niệm khi vừa nhận gạo cứu đói. Dịp Tết Nguyên đán, Thanh Hóa nhận gần 700 tấn gạo cứu đói. Giờ Sở Văn hóa tỉnh xin 100 tỷ, tổ chức lễ kỷ niệm có hợp lý. Lễ kỷ niệm 990 năm, danh xưng Thanh Hóa, dự kiến tổ chức từ ngày 1 tháng 5 đến ngày 7 tháng 5 năm 2019, với tổng kinh phí hơn 104 tỷ đồng. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, tỉnh Thanh Hóa đã có công văn gửi Sở Tài chính về việc khai toán nguồn kinh phí nhằm chuẩn bị tổ chức các hoạt động dịp lễ kỷ niệm này. Tôi có vài ý kiến. Thứ nhất, Thanh Hóa là một trong các địa phương được nhận gạo cứu đói dịp Tết Mậu Tuất vừa qua. Ngày 8 tháng 2, tức ngày 23 Tết, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ban hành quyết định xuất cấp gần 12.000 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia để trợ giúp khoảng 790.000 người nghèo tại 18 tỉnh, trong đó Thanh Hóa nhận khoảng 678 tấn. Thứ hai, tôi hoan nghênh tinh thần của các vị. Nhưng hơn 100 tỷ này để cấp học bổng cho học sinh nghèo hoặc xây những công trình phúc lợi xã hội cho các huyện vùng sâu. Với tiêu đề là mừng 990 năm, danh xưng Thanh Hóa sẽ mang ý nghĩa tuyệt vời vô cùng. Vừa tiện cho bà con nhân dân đi lại, vừa tiện cho du khách tham quan các địa danh của tỉnh, đây cũng là hình thức đầu tư lâu dài. Đề xuất chi hơn 100 tỷ đồng cho lễ kỷ niệm 990 năm, danh xưng Thanh Hóa. Lễ kỷ niệm danh xưng Thanh Hóa, dự kiến tổ chức từ ngày 1 tháng 5 đến ngày 7 tháng 5 năm 2019, với tổng kinh phí hơn 104 tỷ đồng. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa vừa có công văn gửi Sở Tài chính về việc khai toán nguồn kinh phí nhằm chuẩn bị tổ chức các hoạt động dịp lễ kỷ niệm 990 năm danh xưng Thanh Hóa. Theo đó, lễ kỷ niệm danh xưng Thanh Hóa dự kiến sẽ được tổ chức từ ngày 1 tháng 5 đến ngày 7 tháng 5 năm 2019. Tổng kinh phí cho sự kiện này được khai toán ban đầu là hơn 104 tỷ đồng. Trong đó, hơn 82 tỷ đồng sẽ được lấy từ ngân sách. Số còn lại khoảng 22 tỷ đồng huy động từ các nguồn xã hội hóa. Sở Văn hóa dự kiến có nhiều hoạt động, lễ hội liên quan hướng tới lễ kỷ niệm 990 năm danh xưng Thanh Hóa, như lễ kỷ niệm 600 năm khởi nghĩa Lam Sơn, 590 năm vua Lê Thái Tổ đăng quang, tưởng niệm 585 năm ngày mất của anh hùng dân tộc Lê Lợi, và lễ hội Lam Kinh năm 2018 thi sáng tác ca khúc về Thanh Hóa, in nhân bản đĩa CD, DVD, các ca khúc viết về Thanh Hóa, hội nghị xúc tiến đầu tư vào Thanh Hóa năm 2019. Ngày 26 tháng 6, ông Phạm Duy Phương, Giám đốc Sở Văn hóa cho biết, Sở Tài chính đang thẩm định hồ sơ, sau đó mới trình Ủy ban Nhân dân tỉnh, phê duyệt khoản kinh phí. Đây mới là báo cáo tổng hợp, ý kiến từ nhiều đơn vị, địa phương, chưa phải căn cứ pháp lý thực hiện, ông Phương nói. Sự ra đời của danh xưng Thanh Hóa, hiện có nhiều ý kiến trái chiều, từ các nhà khoa học. Tỉnh Thanh Hóa đã 3 lần tổ chức hội thảo về chủ đề này. Tại hội thảo ngày 23 tháng 5, năm 2017,
các đại biểu thống nhất kiến nghị, lấy niên đại 1029 Triều Lý, là năm xuất hiện sớm nhất của danh xương Thanh Hóa, với tư cách là đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương.